Dạ, shop Thanh Trực mến chào quý cô chú và anh chị đã đến với kênh Đồ Xưa Mê Công. Thì hôm nay shop em có một số đồ gốm, đồ đồng, tranh đá để giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Thì lời nói đầu tiên thì em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị trong thời gian qua đóng hộ shop của em. Rồi mã số 1N đầu tiên hôm nay thì em có một cặp bình bông, chất liệu của nó là bằng đồng. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái bình này là 36, ngang miệng bình là 16, quanh bụng là 50, quanh đế là 39, chân đế của nó đây ạ. Một cặp bình bông này thì nó có trọng lượng nặng là 6,8 kg nha quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 1 đầu tiên hôm nay em giao lưu với quý cô chú anh chị cặp bông, một cặp bình đó 4 triệu, em bao đánh bóng vậy bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 2 này thì em có một cái ống nhổ, chất liệu của nó cũng là bằng đồng luôn, hàng thì cũng liền lạc và lặn luôn ạ. Chiều cao của cái bình này là 17, đường kính ngang lại là 16, bên trong cái ống nhổ đây ạ, chân đế của nó đây. Trọng lượng nặng của nó là 1,2 kg. Rồi cái ống nhổ này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu, em bao đánh bóng và em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 3 này thì em có một buồng câu, chất liệu của nó cũng là bằng đồng luôn ạ. Chiều dài của cái buồng câu này là 21, ngang lại là 12, cân nặng là 1,2 kg. Rồi cái buồng câu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 900 ngàn, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó là số Zalo và Phú của em. Rồi mã số 4 và mã số 5 này thì em có một cặp đàn, chất liệu của nó là bằng đồng. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn, không có bị lủng chảy gì hết. Chiều cao của cây số 4 này là 49, quanh bụng là 53. Chiều cao của cây số 5 này là 51, quanh bụng là 43. Rồi mỗi cây đàn em giao lưu với quý cô chú anh chị là 3 triệu một cây, em bao đánh bóng và em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 6 này thì em có cây đàn gốm này ạ. Cái bầu của nó tròn nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cây đàn này là 41, quanh bụng là 29. Rồi cái đàn này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1,500,000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 7 này thì em có một cặp đàn gốm này ạ. Ống khói thì bây giờ nha quý cô chú và anh chị, tích là long ẩn ạ. Chiều cao của cái đàn này là 34, quanh bụng là 24. Rồi một cặp đàn này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1,200,000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 8 này thì em có một cái đàn măng sông này, hiệu của nó là Ada. Đó, nó có mọc ở đây nghe quý cô chú và anh chị. Hàng này em sẽ bao làm sáng lên cho quý cô chú và anh chị ạ. À, chiều cao của cái đàn này là 41, ngang cái nắp chụp ở trên là 32, quỳnh đế ở dưới này là 51. Rồi cái đàn măng sông này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2,200,000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 9 này thì em có một bộ tách trà này ạ. Gồm 6 cái ly, một cái dĩa và cái bình trà. Tích là phong cảnh nha quý cô chú và anh chị. Cái bộ bình này nhìn rất là lớn ạ. Bên trong chân đế của nó đều có mọc hết ạ. Chiều cao của cái ly này là 6 phân, ngang lại là 7 sơn. Chiều cao của cái bình trà này là 13, còn cái dĩa của nó là chiều dài là 33, ngang lại là 29. Rồi một bộ tách trà này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1,300,000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939663557, đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 10 này thì em có một cặp tôm, hòn gốm Biên Hòa xưa. Chiều cao của con tôm này là 9 sơn, chiều dài là 27, ngang lại là 15. Rồi một cặp tôm này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500,000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 11 này thì em có một cái tô hòn gốm Nhật ạ. À, bên trong tô đây,
Hàng vẽ tay nghiêng của cô chú và anh chị, chân đế của nó đây. Chiều cao của cái tơ này là 8 phân, đường kính ngang lại là 25. Rồi cái tơ này em giao lưu với cô chú anh chị là 400 ngàn, em bao phí xếp cho cô chú và anh chị. Rồi mã số 3 này thì em có được, em xin lỗi, mã số 12 này em có được 3 cái tơ hòn gốm Nhật ạ. Bên trong nè, chân đế của nó đều có mọc ạ. Đường kính ngang của cái tô lớn này là 17, đường kính ngang của cái tô vừa này là 14 và cái nhỏ nhất là 11. Rồi ba cái tô này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500 ngàn, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 13 này em cũng có cái tô hòn gốm Nhật nữa ạ. Nước men thì rất là sáng luôn ạ, chân đế của nó đây. Chiều cao của cái tô này là 8 sân, đường kính ngang lại là 18. Rồi cái tô này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 200 ngàn, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 14 này thì em có được hai cái thố này ạ. Đó, gồm một cái thố và một cái dĩa ạ. Bên trong của nó đây, chân đế của nó đây ạ. Chiều cao là 5 sân, đường kính ngang của cái thố này là 14, đường kính ngang của cái dĩa này là 17. Rồi hai cái thố này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 300 ngàn, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 15 này thì em có được 5 cái dĩa hòn gốm tàu này ạ. Hàng vẽ tay hết ngang quý cô chú và anh chị. Đường kính ngang của cái dĩa này là 17. Rồi 5 cái dĩa này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 600 ngàn, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 16 này thì em có được 5 cái dĩa hòn gốm Nhật ạ. Hàng thì liên lạc hết ạ. Bên trong của nó đây, chân đế của nó đây ạ. Đường kính ngang của cái dĩa này là 23. Rồi 5 cái dĩa này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 600 ngàn, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 17 này thì em có được 4 cái dĩa hòn gốm tàu nữa ạ. Hoa văn họa tiết là được vẽ bằng tay hết ạ. Đường kính ngang của cái dĩa này là 22. Rồi 4 cái dĩa này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400 ngàn, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 18 này em có được 2 cái dĩa hòn gốm tàu. Bên trong chân đế đây ạ. Đường kính ngang của cái dĩa này là 27. Rồi hai cái dĩa này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 300 ngàn, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 19 này thì em có chục cái chén này ạ. Bên trong chén đây, chân đế đây ạ. Chiều cao của cái chén này là 5 sân, ngang lại là 12. Rồi chục chén này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 800 ngàn, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 20 này thì em có được 5 cái chén bông mai này ạ. Bên trong chén, chân đế đây ạ. Đường kính ngang của cái chén này là 11. Rồi 5 cái chén bông mai này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400 ngàn, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 21 này thì em có một bức tranh đá tứ quý, tích là bát tiên ạ. À, cái khung là khung gỗ gụ bây giờ nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của bức tranh này là 80, ngang có một bức á là 27. Cái này là mặt sau của bức tranh nè. Rồi mã số 21 này em giao lưu với quý cô chú anh chị bức tranh đá này 4.200.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 22 này em cũng có một bức tranh đá lớn hơn ạ. Tích là cầm kỳ thi họa ạ. Cái khung là khung gỗ gụ bây giờ nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái bức tranh này là 1m2.
Ngang lại của một bức á là 36. Cái chiều cao của cái miếng đá ở trong á là 73. Ngang lại á là 21. Này là mặt sau của bức tranh này ạ. Rồi mã số 22 này em giao lưu với quý cô chú anh chị. Bức tranh đá tứ quý này 5.200.000, em bao phí xếp toàn quốc cho cô chú và anh chị. Rồi mã số 22 cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì cuối clip em cũng mến chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và em cảm ơn ạ.